Quý vị thân mến, dù xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc của Việt Nam gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm 2022 vẫn đạt khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, xuất khẩu nông sản của Việt Nam vẫn còn đang phải đối mặt với nhiều tồn tại. Hạn chế cần nỗ lực khắc phục để có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Và để có cái nhìn chi tiết hơn về vấn đề này, Hải Vân xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện ngay sau đây. Xin được kết nối với MC Tiết Vinh. Xin được cảm ơn MC Hải Vân với những thông tin vừa rồi và để tìm hiểu thêm về tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam trong năm 2022. Chúng tôi mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với hai khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Xin được giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Và khách mời thứ hai cùng tham gia với chương trình hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Vina TNT Group xin được cảm ơn hai khách mời đã dành thời gian cùng tham gia với chương trình hôm nay ạ à, thưa hai khách mời như đã chia sẻ cùng với quý vị khán giả thì có thể thấy là tình hình xuất khẩu nông sản Việt Nam những tháng đầu năm 2022 đã có được những tín hiệu rất là quan à, theo hai ông thì lý do nào đã giúp cho xuất khẩu nông sản Việt Nam có thể khởi sắc như vậy à, bất chấp những cái khó khăn của dịch Covid 19 vẫn còn đang tồn tại và xin mời ông Bình trả lời trước ạ À, để nói về cái nguyên nhân mà trong 2 tháng đầu năm, cái thị trường xuất khẩu nông sản của Việt Nam nó có những cái khởi sắc, thì theo tôi nó có mấy cái nguyên nhân chính như sau. Cái thứ nhất là cái sự phục hồi của các cái thị trường ở trên thế giới sau cái dịch Covid 19, à, mà những cái thị trường đó là ví dụ như Mỹ, như Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc lại là những cái thị trường chính về cái xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Cái thứ hai là cái sự tăng trưởng của cái tỷ trọng của các thị trường đó trong cái thời gian vừa qua là nó cũng tăng lên, cho nên là cái lượng xuất khẩu nó cũng cũng tăng. Cái thứ ba là chúng ta cũng đã khai thác thêm được một số những cái thị trường mới như là cái thị trường ở Trung Đông hay là thị trường ở Châu Mỹ, Châu Mỹ Latin. Cái nguyên nhân tôi cho rằng là quan trọng hơn cả đó là cái sự chủ động và tích cực của các doanh nghiệp. Thời gian mà dịch bệnh đang hoành hành thì các doanh nghiệp đã vẫn bám sát thị trường, bám sát khách hàng và vẫn duy trì được cái mối liên hệ với các thị trường. Dạ. Yeah. Quay trở lại năm 2021 thì đây là một năm đầy biến động. Tuy nhiên với tình hình hoạt động của Vina TNT Group trong năm qua thì cũng đã có được rất nhiều những kết quả tích cực à, và trong năm qua thuyết phân được biết là Vina TNT Group cũng đã có rất là nhiều những lô hàng xuất khẩu trái cây sang các thị trường khó tính như là Mỹ và EU. À, đâu là lý do đã giúp cho công ty đạt được những kết quả tích cực này ạ? À? Cái lý do chính mà Vinati vận hành mà tới ít ảnh hưởng của dịch bệnh nhất là do nền tảng chúng tôi đã xây dựng ngay từ đầu. Chúng tôi là một trong những đơn vị mà gần như đáp ứng được những nhu cầu của thị trường trên thế giới nhất là Mỹ rồi EU. À, chúng tôi có vùng trồng đạt chuẩn Global GAP, chúng tôi có nhà máy đạt chuẩn ISO HACCP và chúng tôi có những cái phương thức vận chuyển chủ động hơn đó, như khi mà dịch bệnh xảy ra vấn đề là chúng ta thấy vận tải rất là khó thì chúng tôi chủ động được trong những vấn đề đó vấn đề thứ thứ tư mà cũng quan trọng nhất là chúng tôi có sự liên kết chặt chẽ với lại các bộ ngành các tỉnh à, như trong cái đợt dịch vừa rồi gần như là tê liệt kể cả các doanh nghiệp kể cả vận tải trong nước cũng như quốc tế mà chúng tôi vẫn vận hành được và chúng tôi nhờ sự hỗ trợ của tổ công tác đặc biệt 970 của bộ nông nghiệp do đồng chí thứ, trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu rồi liên kết với lại các sở nông nghiệp đâm ra có những câu chuyện là chúng tôi là đi thu mua trái cây đi thu hoạch trái cây mà có những xe của quân đội tỉnh đội dẫn đường vào tới nơi rất là dù rất là khó khăn nó có sự chính sách đúng là thời điểm dịch bệnh rất thay đổi liên tục nhưng mà chúng tôi cũng may là mình đã xây dựng một cách bài bản đâm ra là chúng tôi vẫn đáp ứng được hết những yêu cầu đó và những cái mạch hàng hóa như là thu và xuất khẩu hay là thậm chí là cung cấp thị trường nội địa chúng tôi vẫn làm rất là tốt. Ở năm 2022 này như đã chia sẻ từ đầu thì chúng ta cũng đã có những cái thuận lợi để có thể tiếp tục phát triển. Xin được hỏi ông Thanh Bình là bên cạnh những thuận lợi đó thì còn có những hạn chế tồn tại nào của xuất khẩu nông sản Việt Nam mà chúng ta cần phải khắc phục để có thể giúp cho thị trường này phát triển hơn nữa. Theo tôi thì những cái tồn tại của cái uh, uh, sản xuất uh, rồi cái uh, chế biến hay cái xuất khẩu của cái nông sản việt nam là ở chỗ là thứ nhất là về sản xuất là cái sản xuất nông nghiệp của chúng ta hiện nay là vẫn chưa có được cái sản xuất quy mô lớn và nhiều vùng chuyên canh cái thứ hai là cái sản xuất bà con nông dân chúng ta sản xuất thì nói chung là cũng còn có những vấn đề về việc như vậy là tuân thủ các cái quy định thủ tục cái trình tự uh, trong quá trình sản xuất ví dụ như tôi nói là sản xuất thực hành cái sản xuất tốt uh, là là cũng có nơi làm được nhưng có có nơi chưa làm được thứ hai là về cái sử dụng các cái uh, loại uh, tức là như thuốc bảo vệ thực vật hay như phân bón hóa học hay như là thuốc uh, tăng trưởng vân uh, vân là những cái đó là chúng ta cũng còn chưa thực hiện nó được này. thật là nghiêm chỉnh. Cho nên là cái việc mà hàng hóa của chúng ta xuất khẩu sang nước ngoài vẫn xảy ra cái tình trạng Tức là có cái dư lượng cái thuốc bảo vệ thực vật hay còn có những cái sâu, những cái loại sâu sâu bệnh. Đó là cái cái sâu bệnh là ở những cái lô hàng mà rau rau sống rau tươi thì những cái đó là cũng bị các cái thị trường người ta cảnh báo. Cái tồn tại của chúng ta hiện nay À, cũng khá lớn đó là vấn đề mà cái uh, xử lý nông sản sau thu hoạch là chúng ta cũng chưa xử lý được uh, triệt để. Hiện nay thì cái chế biến của chúng ta vẫn còn rất nhỏ nếu mà so với các nước như uh, tôi nói uh, chỉ đơn giản và gần đây như là Philippines thôi thì cái chế biến uh, là người ta đạt đến 28%. Nhưng của uh, Thái Lan là 35%, nhưng của Mỹ là đến 65%. Thì uh, nhưng mà của Việt Nam thì rất là nhỏ bây giờ chế biến của Việt Nam mới có chừng khoảng khoảng phần trăm nắm bắt hiểu được cái thị trường là của của doanh nhân của chúng ta còn hạn chế nên là làm theo cái là cái thói quen làm theo cái nếp cũ chứ cần để mà đi vào nghiên cứu một cái thị trường cho nó bài bản thì chúng ta làm còn còn hạn chế còn ít lắm nhưng đây thì tôi Vinh cũng xin được hỏi thêm một cái thách thức khách quan mà à, toàn thị trường chúng ta đang phải đối mặt đó là xăng đang tăng giá rất là cao và tình hình biến động trên thế giới cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến logistics vận chuyển hàng hóa đi khắp nơi thì không biết là điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến xuất khẩu nông sản theo dự đoán của các ông ạ? Cái tình hình giá giá xăng dầu lên cao do cái những cái chiến sự uh, trên thế giới thì chúng ta thấy là cái giá xăng thì gần như tất cả mặt hàng nó đều đều sẽ bị tăng, nó ảnh hưởng tới tất cả. Ví dụ như là đầu vào vật tư nông nghiệp nó sản xuất rồi xuất khẩu vận chuyển là bất cứ đều đều sự ảnh hưởng hết nhưng mà nếu mà cái này á, mà nó là ảnh hưởng chung của toàn thế giới á, thì có những ví dụ như hàng hóa việt nam xuất và hàng hóa thái lan đều bị ảnh hưởng á, thì nó sẽ tạo thành một mặt bằng chung cho người tiêu dùng trên thế giới thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng về cái lượng xuất hay là gì nó chỉ có là mình sẽ bay bán giá cao hơn và mọi thứ cho nên nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ Việt Nam ta kiểm soát không tốt cái cái giá xăng dầu mà cao hơn những cái nước mà cạnh tranh thì hàng hóa chúng ta sẽ khi nhập khẩu vào các nước nó sẽ giá cao hơn và như vậy là những người tiêu dùng ta sẽ chọn mặt hàng cùng chủng loại nó rẻ hơn thì dần chúng ta sẽ bị mất cái thị trường đó nếu tôi dự đoán mà từ đây tới đầu tháng tư theo cái thông báo của các hãng tàu hãng hàng không rồi cũng như là cái nguyên vật liệu mà tăng cái này thì chúng tôi phải gánh thêm khoảng là 10 đến 12 phần trăm cái cái chi phí sản xuất và cũng như là như vậy là chúng tôi buộc phải nâng cái giá thành với lại đối tác lên mà đó 12% à, như vậy nó sẽ bị ảnh hưởng nhất là cạnh tranh với lại các nước khác mà cùng chủng loại như đặc biệt như là Thái Lan, Philippines hoặc là những cái nước khác. Dạ. À, thưa ông Bình, vậy thì về phía hiệp hội rau quả Việt Nam thì trong thời gian sắp tới sẽ có những dự định, những kế hoạch nào để có thể hỗ trợ và giúp đỡ cho những cái khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt? và cũng như là thúc đẩy cho thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai. Hiệp hội rau quả Việt Nam chúng tôi cũng đã có họp mà ban chấp hành cũng đã đề ra cái kế hoạch hành động của cái năm 2022. thì trong đây trong đó là cái mà chúng tôi quan tâm nhất đó là cái việc hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái việc là liên kết liên kết giữa cái doanh nghiệp sản xuất và cái doanh nghiệp chế biến rồi doanh nghiệp tiêu thụ à, là để làm cho nó một cái chuỗi là cung ứng đó hay là nói một cách khác là cái chuỗi giá trị đó là nó được bền vững hơn và nó nâng cao được cái giá trị của cái sản phẩm hơn bởi vì liên kết được với nhau á, thì như vậy sẽ là tận dụng được những cái thế mạnh của nhau khắc phục những cái điểm yếu của từng doanh nghiệp cái thứ hai nữa là chúng tôi kết nối giữa cái người tiêu à, thừa cái người bán đó, là cái doanh nghiệp của chúng ta với lại cái thị trường nước ngoài như biết là khách hàng nước ngoài thì đó là 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 những cái mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp và một cái hỗ trợ nữa đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp tự nâng cao cái năng lực của mình à, trong cái việc hiểu biết về cái cái môi trường mà mình hoạt động trong cái hiểu biết về cái um, thị trường mà mình sẽ tham gia vào à, rồi các cái quy định của 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 các cái thị trường đó cập nhật cho các cái doanh nghiệp những thay đổi đó để như vậy là các cái doanh nghiệp à, kinh doanh được tốt hơn dạ vâng xin được cảm ơn ông thanh bình và một lần nữa cảm ơn ông đình tùng đã dành thời gian cùng chia sẻ với khán giả của chương trình ngày hôm nay ạ à.